Anh chào em nhá. Em có nhu cầu đặt bánh như nào? Bây giờ em muốn đặt một cái bánh thật to, bánh màu trắng. Ở trên mặt kem thì có nhiều hoa đẹp. Giá không quan trọng. Tức là bánh thật to. Vâng. Tức là tiền không quan trọng. Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà quan trọng là em có bao nhiêu? Hả? Tiền không quan trọng đúng không? Đúng rồi. Thế anh làm bánh như này nhá. Vâng, anh làm cho em một cái. Ok. Thế chờ anh tí nhá, Khách khứa nào cũng như này thì chết, đòi làm bánh thật to, hoa phải đẹp, tiền không quan trọng, nhưng mà quan trọng lại có mỗi 30. Tính mình đúng là thương người thương khách, chót nhận rồi thì phải làm. Với cả em ấy còn là học sinh, nên là thôi vậy, mình chịu thiệt một tí cũng không làm sao. Bánh này thì mình làm bằng kem topping thôi, vội quá nên là không đánh được kem mới, bóp luôn kem đánh từ buổi sáng. Nhìn nó không được mịn lắm nhưng vẫn là ok. Ngày xưa thì mình bóp hoa đẹp lắm, nhưng mà lâu lắm rồi không làm. Có khi đợt này luyện tập lại rồi dựng một khóa bóp hoa online. Các bạn có ai quan tâm không? Em ơi, anh đã hoàn thành bánh cho em rồi đây. Em thấy bánh đẹp và đúng yêu cầu của em chưa? Vâng, bánh thì đẹp đấy anh ạ. Nhưng mà hình như không phải ý của em. Không phải ý của em á? Thế ý của em là như nào? Ý của em là cái bánh nó phải to cơ mà. Ở nhà em còn nhiều em của em ăn nữa. Ồ, thì đây anh làm đúng yêu cầu em. Có phải em yêu cầu anh là làm một cái bánh thật to đúng không? Vâng. Thì đây, ở chữ đây anh đã ghi cho em chữ bánh thật to đây rồi. Tại vì 30.000 chỉ có thế thôi, thì có gì như này anh thấy là quá đẹp rồi đấy. Nhá, thì cầm về nhá. Cầm về cho các em ở nhà ăn cùng nhá. Ok, anh cảm ơn nhá. A few moments later. Đó đâu, thằng làm bánh cho con tao. Cái gì vậy bạn ơi? Dạ, em làm cho cháu đúng yêu cầu mà anh. Nó bảo chúng mày là cái bánh thật to cho cả nhà ăn. Mà chúng mày viết cái chữ bánh nhật to như này à? Hả? Vâng, thì anh chờ em tí để em làm cái bánh khác theo đúng yêu cầu của anh nhá, Bây giờ tao không cần biết nhá. Chúng mày làm sao cái bánh nhật to, cả nhà tao còn ăn, chứ mà cái bánh tí thì ai ăn này đừng, hả? Vâng, anh bình tĩnh, anh ngồi. Anh ngồi em chờ em một tí, em sao em làm ngay cái bánh luôn anh nhá. À, anh ngồi trong thời gian chờ đợi anh ăn tạm mấy cái bánh này đi, coi như là chờ em nhá. Anh dùng đi anh chờ em đợi em tí nhá. Anh ơi ạ, dạ bánh em làm cho anh xong rồi đây, anh nhìn xem như này có được chưa anh. Mười đấy, bánh phải này chứ. À, bánh này cho con. Được rồi ạ. Dạ, thế em đóng hộp cho anh nhá. Ừ, nhanh nhanh cho anh. Anh ơi, bánh của anh em đã đóng gói cho anh cẩn thận rồi. Thì anh cầm về nhá. Lần sau anh đừng quay lại anh nhá. Cảm ơn anh ạ. À, mang về con. Quên. Có bánh ngon phết nhỉ? Xin có mang về ăn nhá. Vâng, anh ăn ngon thì anh bấm vào biểu tượng cửa hàng kênh anh ngủ hộ em nhá.